Trung Kiên chào tất cả anh em nhé. Đây là trước giờ Trung Kiên xuất xe nhé. Hôm nay Trung Kiên xuất hơn chục xe đi miền Nam, miền Tây, Cà Mau, Tiền Giang, Hậu Giang nhé, Bình Phước, Bình Dương. Đó lại là Trung Kiên nói qua anh em là mình là Trung Kiên Mô Tô, nhà mình ngõ 390 đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Mình chuyên bán buôn và bán xỉ lẻ tất cả các dòng xe Mio nhỏ, Mio Classico, Cusi, đấy có cả Cusi này. Hay là những dòng xe phổ thông, ví dụ như anh em thích con nào mình mua được rẻ, mình đăng lên mình bán rẻ. Anh em ưng thì anh em chốt. Đấy, cửa hàng nhà mình đây nhá, mình ở ngõ 390 này, anh nhìn thấy chưa? Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý nhá. Số điện thoại là 0949191988 hoặc 0358448888. Tất cả anh em mua xe nhà mình vui lòng nhớ một câu này này. Tất cả anh em mua xe nhà mình, thứ nhất là mình đảm bảo an ninh cho anh em là mãi mãi. Nếu anh em thích rút hồ sơ mình rút hồ sơ cho anh em. Và anh em đi đường, mình có giấy đi đường đóng dấu và check gốc trên bộ giao thông nhá. Đấy. Nhà mình Mio nhỏ là chỉ từ 2,9 triệu trở lên, giấy tờ đầy đủ 100% cho anh em đi lại. Và tất nhiên là tiền nào thì của ấy em nhá. Anh em nghe rõ, tiền nào thì của ấy. Anh em nghe rõ nhá. Tiền nào của ấy, xe đẹp thì tiền đẹp. Những chiếc xe từ 2,9 triệu trở lên ấy, 2,9 triệu ấy dành chủ dành cho thợ, người ta mua cái giá sát nhất. Người ta về tự dọn, anh hiểu không? Còn mình ship Bắc Nam là 500, ship miền Đông 600, ship Tây Cà Mau là 700. Anh em nhận xe gửi tiền. Và anh em chỉ chuyển đủ cọc cho tôi tiền xe ra, tiền xe vào. Ví dụ miền Nam là 500 thì trước tiên anh em cọc chỉ 500 thôi nhá. Khi nào xe lên thùng, mình quay video cho anh em xe đấy lên thùng, nó chạy ra khỏi nhà mình rồi, thì anh em hãy cọc hốt cho tiền còn lại cho mình, là 500 nữa là 1 triệu. Ví dụ anh em một chiếc xe 5 triệu nhá, anh em chỉ cọc 500. Và khi nào xe lên thùng nó chạy ra khỏi nhà mình rồi, anh em alo nhà xe ok rồi, thì em cọc hốt cho mình 500 nữa là 1 triệu. Thì 5 triệu trừ đi 1 triệu đấy còn 4 triệu anh em nhận xe trả tiền. Và tại sao anh em phải cọc cho mình? Nếu anh em không cọc cho mình thì em nghĩ lại này. Ví dụ anh em không cọc cho mình mà mình cứ gửi về đây cho anh em, ví dụ 10 người như anh em thôi, không cọc đúng không? Tôi gửi về đấy anh em không lấy thì có phải tôi mất 10 triệu không? Xe ra vào 500 10 triệu không? Đúng không? Mỗi xe là 500, tiền ra 500 về là 1 triệu thì 10 xe là 10 triệu. Thế một chiếc xe tao lãi thợ chỉ có 300 mấy 500 mấy 800. Con nào căng biết lãi được 1 triệu, ví dụ thế nhá. Bao nhiêu công nào tôi mua về tôi ôm ở nhà. Đây bãi xe tôi đây này. Đây này. Bao nhiêu công nào tôi mua về nhà. Thế bây giờ anh em không cọc cho tôi, anh em cứ lấy xe thì anh em vui thì anh em lấy, anh em không vui thì anh em không lấy là tôi chết. Đây này, thợ mua nhà tôi có future leo, future 1 này, anh em nhìn này. Đây này, thợ mua là trần khung không nhá. Máy chạm êm, trần khung không. Đây nhá, đồ vẫn nguyên này, sạc mất này, bobin xịn này, IC xịn này. Đấy, tôi quay thẳng luôn. Đây đầu bò này, đầu máy AT này, rất là đẹp. Tôi bán hàng tôi rất là thẳng thắn luôn anh em nhá. Còn anh em mua xe nhà mình nhá, tình trạng này mình nói rõ đây. Đầu bò AT, máy nhập Thái nhá, con này máy quay Thái nhá. Đấy, để lại đồng hồ này. Túi bọc cái pha đèn với cả cái lợi đèn hậu cho người ta nhá. Đây, tất cả xe như mình này, mình đều quay biển này. Anh em để ý luôn trong video này. Anh em 5404 nhận xe này. Đấy nhá. 9500 này, 60 này, 687755 này nhận xe này. 10296 anh em Cusi nhận xe này, Nuvet nhận xe này. 2282 là ông anh chưa biết thế nào thì cứ từ từ nhá. Một xe rút hồ sơ ông anh ở trong miền Tây cả. Con Alpha 7140 nhá. Đấy, con Mio kia đấy nhá. Con Future Leo nhá, vợ chồng Future Leo liên liên gì nhá. Đấy. Tức là mình muốn nói anh em rằng tất cả mua xe nhà mình thì cứ yên tâm đi. Tôi cứ phải xe lên thùng. Tôi quay video cho anh em. Đây chỉ là video trước khi quay thôi. Còn video xe lên thùng nữa, tôi chụp ảnh và quay phim để gửi cho anh em là xe của anh em nó đã lên thùng rồi. Tôi gửi cho anh em số điện thoại nhà xe. Anh em alo nhà xe chạy ra khỏi nhà tôi rồi, anh em mới chuyển nốt số tiền còn lại cơ mà. Đúng không? Còn rất nhiều anh em đã đủ chuyển đủ tiền cho tôi không cần xem xe, không cần phải xe lên thùng. Đã vì người ta tin tôi rồi. Nhưng không phải vì như thế mà tôi bắt anh em phải như thế. Mà tôi bán hàng và tôi với anh em đều có một cái mức định chung là giữa 50-50 là gì? Anh em phải chuyển, anh em phải tin tôi, anh em mới mua. Còn chưa tin tôi anh em theo dõi tôi đi, mua sau với chưa muộn. Và tin rồi thì anh em chỉ cần đủ cặp tiền ra xe và tiền xe vào thôi ạ, chứ không phải chuyển hết, đúng không ạ? Đấy, anh em hiểu ý mình nói không ạ? Rất mong anh em xem video này, nhớ ấn like và đăng ký kênh, theo dõi mình, ủng hộ mình, tin tưởng đã mua nhá. Còn chưa tin tưởng không cần mua nữa, hoặc mua sau, ok chưa? Đấy, chào tất cả anh em nhé. Chúc anh em một buổi chiều vui vẻ. Anh em xem, nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé, theo dõi kênh của mình nhé. Đây mình có tất cả biệt tứ quý nhá, hay sảnh tiến 6789 123456789 đúng không? Tứ quý từ 1 đến 9. Ok chưa anh em? Đấy nhá, tôi chào tất cả anh em nhá. Rất mong anh em tin tưởng ủng hộ mình, theo dõi mình và tin tưởng hẳn thì mới mua. Còn chưa tin tưởng cứ theo dõi đi. Đấy. Kể cả các bác ở trong miền Tây đấy nhá. Em nói thẳng bác cọc cho em 500 rồi nhưng mà em bảo bác lên xe sẽ chạy ra khỏi nhà em, bác có chuyển tiền nhưng bác không chuyển thì em sẽ bỏ cái cọc, em sẽ hủy cái xe đấy. Em sẽ hủy cái xe đấy và cái 500.000 của bác này em vẫn giữ lại cho bác, chứ không phải em ăn của bác nhá. Em vẫn giữ lại cho bác cái 500.000 đấy. Và khi nào bác mua xe nhà em vẫn trừ cho bác 500 đấy. Còn anh em nào mà mua chiếc xe đấy tôi vẫn trừ 500 của bác cho anh em luôn. Đấy là cái gì? Đấy là cái để mình gọi là giải vía. Anh em ạ. Vì khách hàng này chưa tin tưởng mình. Khách hàng cũng là chỉ nghĩ nữa. Khách hàng bảo là người ta chuyển 500 rồi người ta không bỏ. Nhưng khách hàng không hiểu được là em biết là bác không bỏ.
nhưng bác phải hiểu được rằng bác phải chuyển đủ tiền cho em, tiền ship xe ra vào. Để ví dụ bác không bỏ nhưng mà cái tiền xe nhà xe nó hưởng, em không được hưởng. Thế bây giờ bác không đấy nó tự dưng mất cái tiền đấy đúng không? Ok nhá, tôi chào tất cả anh em. Một anh em xem nhấn like và đăng ký kênh của mình nhá. Tạm biệt anh em. Chúc anh em một buổi chiều vui vẻ. Anh em xem nhấn like và đăng ký giúp mình nhá. Tạm biệt anh em.